thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa cứu chữa thành công cho một bệnh nhi 3 tuổi bị viêm phổi nặng do cúm AH1. Bệnh nhi là bé HA, ngụ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, sốt cao liên tục 3 ngày, ho và tiêu chảy nhiều lần. Đến ngày thứ tư, bé nhập viện địa phương với chẩn đoán viêm phổi, suy hấp diễn tiến nhanh, được đặt nội khí quản thở máy. Kết quả xét nghiệm PCR, dịch hút phế quản ghi nhận tác nhân cúm AH1 của chủng đại dịch 2009, cúm mùa. Các bác sĩ đã hội chẩn và chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ly bì tím tái, SpO2 khoảng 80-82%. Kết quả chụp X quang phổi ghi nhận tình trạng tổn thương lan tỏa hai bên phổi, xẹp đỉnh phổi. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi và suy hấp cấp tiến triển nặng do cúm AH1. Bệnh nhi được điều trị tích cực với thở máy thông số cao, tư thế nằm sấp, kháng sinh phổ rộng, sử dụng thuốc kháng virus Tamiflu, điều chỉnh nước điện giải, kiểm toan. Sau khi hội chẩn, ekip đã quyết định áp dụng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ECMO. Tuy nhiên, diễn tiến bệnh phức tạp, bệnh nhi nhiễm trùng nặng, viêm phổi bội nhiễm, bạch cầu tăng cao. Ekip đã đổi kháng sinh, điều chỉnh thông số ECMO, hỗ trợ chức năng các cơ quan. Sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện, được cai máy thở và đã dần dần tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, bệnh cúm AH1 là chủng đại dịch cúm năm 2009. Đây là một trong các bệnh cúm mùa hiện nay. Những người bị nhiễm cúm AH1 hay virus cúm mùa khác đều có thể gây bội nhiễm, viêm phổi nặng, thậm chí gây ra suy đa tạng và tử vong. Trên thế giới, mỗi năm ghi nhận hàng trăm nghìn trường hợp tử vong do cúm. Bệnh gây ra bởi cơ thể nhiễm virus cúm AH1N1, một loại virus cúm được phát hiện vào năm 2009, và đôi khi còn được gọi là cúm lợn vì ban đầu các nhà khoa học cho rằng chủng cúm này có nguồn gốc từ lợn, khác với chủng cúm AH1N1 trước đó. Cúm AH1N1 bùng phát mạnh vào năm 2009. Bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh. Tại Việt Nam, ca bệnh đầu tiên ghi nhận vào ngày 26 tháng 5 năm 2009. Sau khi triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, dịch bệnh đã được đẩy lùi vào các tháng đầu năm 2010. Đến tháng 7 năm 2010, Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch cúm AH1N1 trên phạm vi toàn quốc. Từ năm 2010 đến nay, cúm AH1N1 năm 2009 lưu hành thường xuyên và rộng trên khắp các quốc gia trên thế giới và trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Kết quả giám sát trọng điểm qua năm ghi nhận có khoảng 10% số mẫu bệnh nhân cúm A dương tính với cúm AH1N1. Kết quả nghiên cứu phân tích gen cho thấy chưa có sự biến đổi gen của chủng virus cúm AH1N1 năm 2009. Hiện nay, cúm AH1N1 dễ dàng lây truyền từ người này sang người khác như các chủng cúm mùa thông thường. Theo thống kê giám sát, cúm trọng điểm quốc gia cho thấy chủng virus cúm này lưu hành hiện nay trong thời gian chủ yếu là cúm AH3N2, cúm AH1N1 và cúm B. Tuy không nguy hiểm như nhiễm cúm AH5N1 và cúm AH7N9, tuy nhiên những người nhiễm cúm AH1N1 hay virus cúm mùa khác cũng có thể gây bội nhiễm, viêm phổi nặng, thậm chí có trường hợp suy đa tạng, tử vong ở một số người có bệnh mãn tính. Trên thế giới, mỗi năm ghi nhận khoảng 250.000 người đến 500.000 trường hợp tử vong do cúm. Virus cúm AH1N1 có thể dễ dàng lây lan từ người này qua người khác, giống như cách lây lan của cúm thường qua không khí có chứa các hạt nước nhỏ li ti khi người bệnh hắt hơi, ho, cười hoặc nói chuyện. Người bệnh cũng có thể bị nhiễm virus cúm do tiếp xúc, chạm tay vào bề mặt vật dụng bị nhiễm virus. Người bệnh có thể chạm tay vào giấy khi đã bị nhiễm virus, sau đó đưa lên mũi, miệng hoặc rụi mắt. Việc dùng chung đồ, ly nước uống hoặc bàn chải đánh răng với người bệnh cũng có thể lây nhiễm virus cúm AH1N1. Đặc điểm để nhận biết dịch cúm AH1N1 bao gồm tỷ lệ mắc thường cao, dễ lây lan và có thể mau chóng gây thành đại dịch. Tỷ lệ tử vong thấp 1-4%. Những người mắc cúm AH1N1 có thể lây lan từ một ngày trước khi khởi phát bệnh và kéo dài 7 ngày sau khi khởi bệnh. Virus bị tiêu diệt ở nhiệt độ trên 70 độ C. Cúm AH1N1 là một bệnh về đường hô hấp dễ lây lan. Sự lây truyền của virus cúm AH1N1 từ động vật sang người là không phổ biến. Tuy nhiên, virus này có thể lây truyền từ người này qua người khác và lợn bị nhiễm bệnh hoặc từ người sang người thông qua tiếp xúc, môi trường, vật thể bị nhiễm virus. Thời gian ủ bệnh cúm AH1N1 dao động từ 1-4 ngày, trung bình là khoảng 2 ngày ở hầu hết những người bệnh. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp có thời gian ủ bệnh kéo dài lên tới 7 ngày. Thời kỳ lây nhiễm ở người lớn bắt đầu từ khoảng 1 ngày khi phát hiện những triệu chứng phát triển và kéo dài trong khoảng 5-7 ngày sau khi người đó có xuất hiện các triệu chứng. Thời gian lây nhiễm có thể kéo dài hơn ở những người có hệ miễn dịch yếu như trẻ em, từ 10-14 ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO đã tuyên bố cúm AH1N1 là đại dịch vào tháng 6 năm 2009.
Vào thời điểm này, cúm AH1N1 đã lây lan cho 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, gây ra khoảng 284.400 ca tử vong trên toàn thế giới. Vào tháng 8 năm 2010, WHO tuyên bố đại dịch đã kết thúc. Nhưng cho đến nay, chủng cúm AH1N1 đã trở thành một trong những chủng gây bệnh cúm đầu mùa cần phải chủ động phòng ngừa. Đường lây chủ yếu của virus cúm AH1N1 từ người bệnh sang người khác thông qua những giọt bắn có chứa virus. Nguyên nhân chính gây ra bệnh cúm AH1N1 là do một loại virus gây bệnh cúm gây ra. Virus cúm lây nhiễm vào các tế bào ở mũi, họng và phổi của con người. Virus lây lan qua không khí dưới dạng các giọt bắn của người nhiễm virus ho, hắt hơi, thở hoặc nói chuyện. Virus xâm nhập vào cơ thể khi người đó tiếp xúc, gần hoặc nôn, quan hệ tình dục với người đang mắc bệnh và hít phải những giọt bắn này. Ngoài ra, virus cũng có thể xâm nhập vào cơ thể nếu bạn chạm vào bề mặt có chứa virus, sau đó chạm tay lên mắt, mũi hoặc miệng. Theo đó, cúm AH1N1 gây ra hầu hết các triệu chứng ở đường hô hấp trên và dưới. Những trường hợp nhẹ thường biểu hiện một vài thay đổi bệnh lý ở đường hô hấp. Nhưng những trường hợp nặng có thể biểu hiện rõ ràng hơn những thay đổi giống như một người mắc bệnh viêm phổi. Các triệu chứng bị nhiễm virus cúm AH1N1 thường xuất hiện trong khoảng 1-4 ngày. Triệu chứng của cúm AH1N1 thông thường. Các triệu chứng của bệnh cúm AH1N1 thông thường giống như những triệu chứng của loại cúm virus khác. Các triệu chứng bắt đầu nhanh chóng và có thể bao gồm sốt, tùy từng trường hợp có thể sốt hoặc không, đau cơ bắp, ớn lạnh với đổ mồ hôi, ho, đau họng, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, mắt đỏ, chảy nước, đau mắt, nhức mỏi cơ thể, đau đầu, mệt mỏi và cảm thấy uể oải, tiêu chảy, có cảm giác khó chịu ở vùng bụng, nôn mửa. Tình trạng này thường gặp ở trẻ em nhiều hơn người lớn. Có thể cảm thấy chán ăn, khó thở, phát ban. Triệu chứng của cúm AH1N1 nguy hiểm. Nếu một người nghi ngờ hoặc đã được xác định nhiễm cúm AH1N1 và có những triệu chứng sau đây, cần phải ngay lập tức đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Sung huyết, phu nê dưới niêm mạc. Khó thở kéo dài, thở hụt hơi. Đau ngực, có những dấu hiệu mất nước như không đi tiểu dù vẫn bổ sung nước đầy đủ. Chóng mặt kéo dài, co giật, suy nhược nghiêm trọng hoặc cơn đau dữ dội, có thể có những tình trạng như lú lẫn, kém tỉnh táo. Các triệu chứng nguy hiểm ở trẻ em khi bị nhiễm cúm AH1N1 có thể bao gồm: trẻ em có thể khó thở, da, môi hoặc móng tay nhợt nhạt, xám, xanh tùy thuộc vào màu da, đau ngực, mất nước, đau cơ nghiêm trọng, co giật, lú lẫn, kém tỉnh táo, chìm vào hôn mê. Biến chứng của cúm AH1N1. Mặc dù hầu hết những trường hợp nhiễm cúm AH1N1 hiện nay đều có thể tự khỏi, tuy nhiên vẫn cần phải lưu ý rằng bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đối với sức khỏe. Một số biến chứng phổ biến của cúm AH1N1 bao gồm làm tăng nặng các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim và bệnh hen suyễn. Có thể gây ra viêm phổi, gặp các triệu chứng về thần kinh như lú lẫn, co giật, suy hô hấp, viêm phế quản và đau cơ. Không phải ai khi vô tình nhiễm phải virus cúm AH1N1 đều có thể mắc bệnh, và không phải ai nhiễm cúm AH1N1 đều có diễn tiến sức khỏe xấu đi hay gặp phải những biến chứng nghiêm trọng. Điều này còn phụ thuộc vào việc bạn có những yếu tố để làm tăng nguy cơ phát triển của virus cúm AH1N1 hay không. Một số yếu tố nguy cơ khiến bạn bị nhiễm cúm AH1N1 cũng như làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn bao gồm: tuổi tác, điều kiện sống hoặc nơi làm việc, có hệ thống miễn dịch suy yếu, hoặc mắc các bệnh mãn tính. Những người đang mắc các bệnh mãn tính như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, viêm phổi, tiểu đường, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa, bệnh thận, bệnh gan thường có nguy cơ cả các biến chứng nguy hiểm của cúm AH1N1. Những người thừa cân béo phì có chỉ số cơ thể BMI từ 40 trở lên cũng nguy cơ bị biến chứng cúm AH1N1 cao hơn. Để phòng chống cúm A, ngành y tế khuyến cáo người dân cần phải rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, ăn uống đủ chất và tiêm vaccine đúng lịch, đủ mũi. Khi xuất hiện triệu chứng sốt cao, khó thở, cần phải chủ động cách ly, đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn xử lý phòng tránh lây lan.